Xin chào các bạn, buổi chiều từ nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn đây. Rồi giờ này 3:20 chiều, ngày cuối cùng của năm, ngày 31 tháng 12. Đến cái địa điểm này ba mình có chụp đây với mình kỷ niệm năm 2008. Chú Hạnh làm ở đây nè, bạn mình họ làm gác cửa đây, mình vừa rồi mình chụp giờ quay phim ở đây, mà bây giờ chú Hạnh rất tiếc là chú Hạnh đã bị Covid chết, cái này cũng hơn năm rồi. Một ngày chiều cuối năm, khách du lịch nhiều lắm. Bên kia là tượng Đức Mẹ. Đến đây để vừa quay phim vừa để tưởng nhớ tới kỷ niệm tới chú Hạnh gác làm ở đây lâu năm, rồi chú mất Covid rồi. Để mình hỏi thăm ở chú này coi. Rồi, chào chú. Dạ chào. Tôi tính ở đây quay kỷ niệm, biết sao không? Tôi có một bạn ở đó, hồi đó gác ở đây là tên Hạnh. À, chết 2 năm nay rồi. À, chết bị Covid chết rồi. Dạ đúng rồi. Nó làm đây lâu lắm à. Dạ. Đó là bạn tôi đó. Hồi năm rồi tôi ngồi đây quay kỷ niệm đây nè. Ngay cái chỗ này tôi còn năm 2019 đầu 2019 đó. Cuối năm sẵn có dịp tôi ghé đây một chút để thăm cái một cái địa điểm tôi kỷ niệm với Hạnh. Rồi tôi còn một hai ngày tôi bay về nước ngoài rồi. Rồi. Rồi tôi gặp chú rồi sẵn cũng chúc mừng năm mới. Dạ. Mới sớm ha. Dạ. Chị này bán đây mấy chục năm, biết Hạnh rành quá rồi. Thôi bây giờ nó về có gì vậy, chú cứ về rồi. Dạ. Đây phía sau này rồi. Năm trước mình ghé mình vô ngồi trong này nè. Đó, bây giờ là Hạnh không còn nữa. Trời ơi, hôm qua đẹp quá ha. Rồi, phía sau, lần trước hay mình chụp hình từ phía trước nè. Dạo vòng mình đi về. Mình đi chiều nay có thiệt. Cũng còn cơ hội có dịp đặt viếng địa điểm này, một trong những địa điểm rất là quan trọng của Sài Gòn. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023, có thời ở ngay địa điểm nhà thờ Đức Bà và trước cung điện. Thì nó
3:30 đó nha. Nhiệt độ bây giờ là dường như 34 độ đó. Hơi hầm. Giờ quay ngang ở cái bản rộng chút. Hy vọng. Rồi, bên đó ở giữa đây, giữa Đức Mẹ sao, nhà thờ sao. Đi